Hello, chào cả nhà. Bây giờ là 0 giờ 55 phút của ngày 2 tháng 9. Đây là tất cả những tình cảm của quý vị khán giả dành cho cũng như là fan của Cẩm Ly, chị Tư Cẩm Ly đã gửi tặng cho chị Tư trong cái đêm diễn ngày 1 tháng 9 ở Giấc Mộng Mơ Bản Mây Sapa, nhưng đồng thời cũng là những cái lời chúc mừng cho kỷ niệm 31 năm ca hát vào ngày 2 tháng 9. Đó, đây là những tình cảm của các bạn SC nè, ở Hà Nội nè, ở miền Trung, khúc ruột miền Trung nè, ở miền Tây nè, và cả Sài Gòn nữa, rất là nhiều. Và cả một chiếc bánh này nữa nè, chiếc bánh và cả những cái lồng đèn nữa. Nói chung là rất nhiều những cái món quà rất là ý nghĩa, rất là dễ thương. Đây, và cả món quà, nhiều nhiều món quà ở dưới, và đặc biệt là các bạn rất là nhớ nha, rất là nhớ, rất là theo dõi cho Tư là hả, gửi cúc trắng nè, đặc biệt cúc trắng nghệ xanh nè, bông hoa ly vàng nè, bông trắng hoa hồng. Đây đây là những cái hoa hoa ly hồng và hoa ly vàng mà này bằng cái gì đang len á, đang móc, và đặc biệt tặng cái bó hoa này rất là lạ, đúng ngay bài Tím Hai Lúa luôn. Đây là những bó hoa lúa đây đó, và cắm tú cầu rất là nhiều. À, và còn còn mấy món quà nữa nha. Đây là đặc sản đây của Hà Nội này, bánh cốm nè, bánh cốm rồi. À, đây là sấu nha, đó, sấu với lại mơ gừng, và thêm một cái món quà này nữa, một cái hộp quà nữa nha cả nhà. Và đây nữa, ở đây, à, ở đây là chưa khui hàng hết rồi, nhưng mà có vẻ hơi đặc biệt nha cả nhà, nhưng mà sao lấy ra không được gì nè. Đây, trời ơi, cái này hơi bị đặc biệt nha, mới đây mà đã làm được nè. Trời ơi, oai hùng trời Nam thì hay gì ta, trời ơi, oai hùng trời Nam cả nhà ơi, cái này chắc là phải đặt nè, cái này rất là đặc biệt nha. Còn đây là gì đây, còn một cái nữa, tôi phải cầm lên, nó hơi bị lụm cụm đó. Trời ơi, chuyện tình manh cuốn cái cưng quá gì trời, chuyện tình manh cuốn nè. À, có đèn nữa nha, mà sao mở không không. À, đợi đợi xíu nha, đợi xíu. Ủa sao vậy, sao nó không giật giật, ủa sao nó gì, nó yếu yếu sao, nó mới chạy, không lẽ vịnh hoài vậy. Đây, trời ơi, các bạn cũng rất là công phu nha. Đây, trời ơi, nhưng mà cái tay đưa không thẳng cả nhà ơi, cái tay đưa phải thẳng lên gì nè. Cái này gọi là truy, phải, cái này là đất nước Nam độc lập muôn đời đó. Đẹp quá, dễ thương, rất là dễ thương, rất là ý nghĩa. Lần này đi 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 diễn ở đây nhận được rất là nhiều những cái món quà rất là lạ, rất là lạ luôn. Còn đây là chưa phát hành nha, chuyện tình banh côn, trời ơi, rất là tỉ mỉ và công phu nha cả nhà, quá là tỉ mỉ và công phu đó. Tóc dài tha thứ đàng hoàng nha, chạy máy giữa đúng luôn. Ok rồi, dễ thương dễ sợ luôn. Mà còn một cái nữa, cái này gì thì tôi không biết nha, chỉ biết là một món quà thôi đó, chỉ là một món quà của ai đó tặng thôi. Đây là một cái giỏ hạt dẻ nha cả nhà, giỏ hạt dẻ. Và đây là một cái gọi là một cái lũ trái cây rất là lớn luôn của bạn này ở Lào Cai ha. Rồi đây đây, chú thỏ, thỏ đủ màu quá, giống như thỏ là thỏ thỏ ôm rây với Loan đủ màu, rất là dễ thương. Này có cái bông ly, đây cũng là một cái bông ly nè, bông ly này chắc là bông ly trắng, trên trên này bạn này rất đẹp. Và đây đây là có cả một cái giỏ này, cái giỏ này có một cái khăn rất là xinh đấy nha, cái khăn rất là xinh luôn nha, đó, đẹp ghê, nó rất là bản sắc luôn á, bản sắc dân tộc luôn á. Và đặc biệt là có hai hai chiếc khăn của người dân, là nãy nói là Tây Bắc hết à, nhưng mà tôi không có rành lắm, tôi chỉ biết đây cái khăn này, tôi không biết cái khăn này gọi là khăn gì nha, nhưng mà màu sắc rất là đẹp luôn, màu sắc rất là đẹp, được được lên sân khấu choàng tặng cho Tư nè. Đó, tôi được cái này là một cái mà tôi không biết của dân tộc nào nữa nha,
Và đây một cái khăn nữa nè, một cái khăn choàng nữa nè. Đó. Đó. Nó rất là lạ luôn, nó dài gì nè. Nói chung là những cái món quà giống như là đặc sản của vùng miền ở Đê Sa La này. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Cảm ơn tình cảm của cả nhà của mình, cũng như là tất cả quý vị khán giả đã dành cho Cẩm Ly và đồng hành, yêu mến, theo dõi, quan tâm trong suốt 31 năm nay. Và hy vọng rằng Lê sẽ lưu giữ lại những tình cảm đó, cũng như là mong rằng quý vị khán giả sẽ còn yêu thương và ủng hộ Cẩm Ly trong những chặng đường tiếp theo trên bước đường nghệ thuật. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.